Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thời gian ghi danh sẽ kết thúc sớm, khám phá sự khác biệt với Brand New Day. Vâng, thưa quý vị, trong 2 tuần vừa qua thì có một cái vụ ở tại Atlanta, là có một người luật sư, anh này ảnh vừa mới chuyển đến từ Oregon, gia đình báo là mới đến hôm 6 tây tháng 12, nhưng mà chỉ trong vòng có 2-3 ngày thì mất tích, gia đình không tìm được. Tuy nhiên đến sáng ngày hôm nay thì sở cảnh sát ở tại Atlanta cho biết là họ đã tìm được xác của anh này. Cái nguyên nhân là ảnh bị tai nạn, thưa quý vị. Nhưng mà cái chuyện này nó cũng khá hy hữu, là đây là anh Demetrius Allen, thưa quý vị, một luật sư rất là trẻ tuổi, mới có 37 tuổi mà thôi. Anh vừa đến Atlanta để mà có một cái cuộc phỏng vấn với một cái law firm nổi tiếng ở đây. Thì chưa biết là có được nhận hay không, thì ngày 6 tây tháng 12 anh có cái cuộc phỏng vấn, rồi chiều tối hôm đó anh có nhắn tin cho gia đình là tối hôm đó anh đi ăn ở cái khu gọi là East Atlanta Village. Thưa quý vị, đây là một cái khu shopping mall rất là lớn ở cái vùng này, có nhà hàng, quán bar, rồi nhộn nhịp vô cùng. Thì đến khoảng sau 10 giờ tối đó là gia đình nhận được cái text cuối cùng. Anh nói là bây giờ anh rời khỏi nơi đây và chuẩn bị đi về. Nhưng mà rồi qua đến ngày 7, ngày 8 tây thì gia đình không gọi được, không liên lạc gì được cả. Thì họ mới, gia đình lên luôn lên TV, thưa quý vị, thông báo để ai mà biết anh ở đâu thì báo giùm. Thì cái vấn đề đó là sau khi mà cái tin này nó lan truyền thì đến đầu tuần này cảnh sát ở tại... Anh bị tai nạn là ở quận Clayton, thưa quý vị. Cảnh sát họ nói là khi anh vừa lái ra khỏi cái quán bar đó thì anh chính là người gây ra một cái tai nạn liên hoàn ở cái Interstate 285. Anh gây ra tai nạn khiến 4 cái xe đụng nhau. Thì khi mà anh bị thương đó, cảnh sát nói rằng anh vẫn còn nói chuyện được và họ chở anh đi đến bệnh viện, nhưng mà bị thương ở quận Clayton, nhưng mà cảnh sát thì lại chở đến cái quận ở East Fulton, thưa quý vị. Và khi vào bệnh viện thì mấy tiếng sau anh qua đời. Thì cái vấn đề đó là bị tai nạn ở một quận mà lại chở đến bệnh viện ở một quận khác, trong khi cảnh sát lại không có, họ nói rằng khi đó cái mặt của anh bị thương quá là nặng mà anh cũng có vẻ là ngất xỉu, cho nên họ không có kịp xác nhận danh tính, rồi cái mọi chuyện nó bị rối ren, cho nên là họ không có liên lạc được với gia đình của anh này, mà gia đình thì cứ đi tìm ở cái khu vực Atlanta, cho nên là không có tìm được. Đến mãi đến gần 2 tuần sau thì có lẽ là khám nghiệm tử thi rồi làm giấy tờ hoàn tất, gia đình mới nhận được tin là anh này anh qua đời, thưa quý vị. Kế tiếp là một bản tin cũng vui vui để gửi đến quý vị, liên quan đến chiếc bánh và nhất là đến mùa Giáng sinh nữa. Thảo Yên có ăn bánh của tiệm Porto chưa? Chưa nghe bao giờ, thưa anh. Chưa nghe bao giờ luôn nào. Wow, phải đi ngay, thưa quý vị. Porto mới có tiệm cũng một năm rồi, ở Buna Park, ở trên đường Beach, thành phố Buna Park, ở gần xa lộ 91 với 5. Vâng. Cái tiệm Porto này, hồi tôi sang Mỹ, biết được cái tiệm đó là ở thành phố Burbank. Khi mà đến cái khu vực này, sống cũng một thời gian ở Burbank. Mà mỗi có một tiệm ở đây thôi à. Về sau này mỗi lần muốn ăn bánh Porto là cứ phải nhờ mấy đứa em ở trên này mang xuống, hoặc là mỗi khi lên đây mới có dịp để mà ghé qua. Và đó là bà Rosa Porto, mới qua đời hôm thứ Sáu vừa rồi, hưởng thọ 89 tuổi. Và tiệm bánh này khủng khiếp, Thảo Yên, nó lớn như là cái Walmart này đó, ở Buena Park. Wow. Cái tiệm bánh lớn như cái Walmart mà valet parking. Và có bao nhiêu nhân viên hướng dẫn để được đậu xe. Bởi vì họ nếu mà không để cho nhân viên hướng dẫn là người ta kẹt xe cả khu vực, mà vô là xếp hàng. Nhưng mà nhờ cái phương cách mà điều dẫn khách hàng đó, cho nên mặc dầu thấy là đông,
nhưng mà vào bên trong thì rất là thoải mái, nhanh lắm. Mà chưa kể ra vào trong đây thì quý vị có chỗ ngồi ăn uống, mà không chỉ bánh ngọt nữa, có nhiều thứ đồ ăn mặn nữa. Và một cái điểm đặc biệt đó là tiệm Porto là của người Cuba. Bà Rosa Porto là người gốc Cuba. Bà dưới chế độ cộng sản Fidel Castro, chồng của bà bị cải tạo, mà bà thì vẫn tiếp tục phải bán bánh chui. Khi mà sang Mỹ năm 1971, bà vẫn tiếp tục bán bánh đến độ người bà chưa ra mở cửa hàng mà người ta biết, người ta xếp hàng giống như những cái người Việt Nam ở đây làm ở nhà, mà đến nhà để lấy bánh, các loại bánh, mà nhất là trong mùa lễ nữa. Thế thì gia đình mới nói tại sao không mở tiệm đi. Thì cái tiệm Porto đầu tiên mở ở Echo Park. Và bởi vì quan tâm đến cái sự phát triển và có rất nhiều người muốn mở tiệm franchise, nhưng mà gia đình nói thôi, mình làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Cho nên trong vòng mấy chục năm qua mà đến giờ mở có 5 tiệm. Ồ phải á. Mà bao nhiêu người họ muốn, họ nói không, bởi vì họ muốn bảo đảm cái chất lượng. Cho nên bà có hai đứa con gái, một đứa người con trai bây giờ cũng ngoài 50, 60 hết rồi. Thì bây giờ ba người con này quản trị mấy tiệm luôn. Và sắp tới đây thì họ sẽ mở thêm một cái tiệm ở Northridge nữa. Và khi bà qua đời thì báo chí, nhất tờ OC Register mới loan tải những cái tin tức này, và họ cho biết thêm từ gương sáng một người hai bàn tay trắng, Thảo Yên, bà nói rằng tôi sang Mỹ tôi không có cái gì đó. Và cái chuyện đầu tiên đó là làm cái mấy cái bánh ra rồi bán cho những người chung quanh, hàng xóm ăn trước. Lúc đó mới nghĩ tới cái chuyện mở tiệm, và mở rất là chậm. Cái đó là cái món mà tôi thích nhất đó. Cái bánh giòn giòn ở ngoài mà trong có cheese. Mà cũng không có đắt nữa quý vị, một vài đồng. Vậy á? Rẻ lắm. Thì đó là lý do mà cái tiệm này nó nổi tiếng, người ta vô vua. Giống như 85 degree thôi. Vâng, thưa quý vị, cái trong thời gian này đó thì có lẽ mỗi ngày quý vị đều nghe tin tức ở trên báo chí là ngày nào ở nhiều tiểu bang, nhiều thành phố là cũng đều có cái tình trạng là package chúng ta được deliver tới nhà nhưng mà bị ăn cắp. Thì được biết là ở tại riêng tiểu bang California đó thưa quý vị, là cái phần trăm mà package bị ăn cắp chiếm đến 30% trên toàn quốc lận. Và đứng hạng đầu lại là San Francisco thưa quý vị. San Francisco bị mất cắp nhiều nhất khắp Hoa Kỳ này. Và Los Angeles rồi San Bernardino nằm ở trong top 5. Riêng ở quận Los Angeles đó thì cái tình trạng nó hơi trái ngược chút xíu. Là bình thường trong những cái tháng bình thường của năm đó thì Los Angeles nằm hạng 9 bị mất cắp ở trên toàn quốc, nhưng mà từ Thanksgiving cho đến qua New Year đó là cái mùa lễ mà mọi người mua sắm nhiều nhất, thì tình trạng mất cắp ở Los Angeles lại tụt giảm đi thưa quý vị, rớt xuống hạng thứ 11, nhưng mà những dịp khác thì lại cao. Nhưng mà mọi người các giới chức đó thì họ khuyến cáo là trong cái dịp này từ đây đến New Year đó, quý vị nên là thứ đầu tiên đó là lúc nào chúng ta cũng phải track cái tracking number của chúng ta để mà biết là khi nào cái gói hàng nó chuyển đến nhà, để mà có mặt ở nhà hoặc có người thân để mà nhận, nhằm hạn chế cái tình trạng quý vị bị mất rồi phải đi report, nó phiền lắm. Rồi nếu mà không được đó thì quý vị hãy nhờ hàng xóm nhận giùm, thì chúng ta giúp qua giúp lại nhau. Còn không nữa, nếu quý vị mua ở Amazon thì dùng những cái locket service của Amazon đó, chuyển đến đó rồi quý vị đi làm ra đến đó lấy thì nó dễ hơn. Còn nếu cuối cùng nữa thì quý vị hãy chịu khó bỏ thêm tiền 2-3 đồng để mà chúng ta xài cái dịch vụ gọi là signature delivery đó. Nghĩa là có người ở nhà ký nhận thì họ mới giao cái package. Nhưng mà nói chung là trong cái mùa này thì các giới chức họ nói là cảnh sát ngày nào cũng nhận được report là người dân bị mất đồ, nó phiền hà vô cùng. Nhất là nhà quý vị mà không có cổng, rồi dễ dàng xe đậu ở ngoài là nhảy vô lấy cái package. Mà có mấy cái tên cũng khốn nạn lắm, sau khi lấy rồi nó để lại cái nốt nữa. Thank you note. Cảm ơn quý vị đã để cái gói hàng này ở ngoài để tôi dễ dàng ăn cắp. Hết vậy. Bản tin vui cho những quý vị nào muốn bỏ thuốc lá, không biết mấy ông có muốn hay không. Có những người Mỹ họ nói rằng cả đời họ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ thuốc lá cả, nhưng mà cuối cùng lo sợ cho sức khỏe. Bởi vì trong năm ngoái
Quý vị có thể tưởng tượng 500.000 người Mỹ đã qua đời vì hút thuốc lá. Wow. Các triệu chứng do thuốc lá gây ra, nhất là ung thư phổi rồi các bệnh phổi. 500.000 người mỗi một năm. Hút thuốc lá thì quý vị không thể mua bảo hiểm sức khỏe cho mình được, bảo hiểm nhân thọ cho mình được. Ngày hôm nay thì trường đại học John Hopkins từ tiểu bang Maryland vừa báo cho biết, trong thời gian qua, mặc dù số người mà tham gia vào cái chương trình này nó ít thôi, bởi vì họ ở xa quá, họ ở bên Baltimore, tiểu bang Maryland, và trong vòng 6 tháng, những người nào mà tham gia vào chương trình cai nghiện thuốc lá đó, 80% đã bỏ thuốc lá. Một cái điểm đặc biệt này đó, Thảo Yên và thưa quý khán thính giả, họ sử dụng một cái loại nấm. Nấm này có khả năng tạo ra những cái kích thích về ảo tưởng. Và thập niên 70, cái loại nấm psychedelic này đã được những người hippie sử dụng để hút. Hút vô có thấy đi lên trên mây luôn. Và John Hopkins họ thử nghiệm đưa những người này cho tiêm một cái loại thuốc được giám sát để bảo đảm không có đi xa quá. Thì họ thấy những người này bước sang một cái thế giới về trở về quá khứ. Không có dính dáng gì đến thuốc lá hết. Mà không biết vì lý do nào, sau khi được chữa trị, họ nói rằng chỉ trong vòng một vài lần thôi, là tự nhiên nhìn thấy cái điếu thuốc lá không muốn đụng tới luôn. Mà đặc biệt ghê không thưa quý vị, quá hay luôn. Và họ nói rằng mặc dù đây, họ nói qua 15 cái cuộc nghiên cứu này, họ đã đưa ra cái kết quả tốt nhất từ trước đến giờ liên quan đến cai nghiện thuốc lá bằng cái loại nấm gây ra cái ảo tưởng đó. Thế nhưng bởi vì trong tiến trình vẫn còn cần phải được sự chuẩn thuận của FDA để có thể đưa ra cái phương pháp chữa trị đại chúng. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong buổi sáng thứ hai ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Ngay bây giờ mời quý vị giữ nguyên băng tầng 56.10, 14.2 và Galaxy 19 tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV. Kính chúc quý vị một ngày đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.